Guten Morgen, chào mọi người. Mình là Ken Nguyễn, một Azubi người lái xe tải tại Đức. Nếu bạn lần đầu tiên ghé thăm kênh của mình, thì đây là nơi mình chia sẻ những bài học và trải nghiệm mà mình đã tích lũy được trong quá trình mình sống và làm việc tại nước Đức. Tập hôm nay sẽ là thung lũng thất vọng và đi lái xe nâng tại công trình xây dựng ở Đức. Khoảng thời gian đẹp nhất của mọi người ở nước Đức là khi nào? Đối với mình, nó là 6 tuần bị bán ở Offenbach. Nói sơ qua một chút thì mình làm việc cho công ty gia đình, nên cứ việc gì đem lại nhiều tiền cho sếp thì mình sẽ phải làm. Và vào mùa hè năm ngoái, mình đã được bán với mức giá là 315 euro một ngày. Nói là bị bán thế thôi, chứ đến đây mình đi làm sướng như đi chơi, được ở khách sạn, được ăn ngon, làm việc thì nhàn. Nên mỗi khi nhắc đến Offenbach thì mình lại rất nhớ nơi đây. Tuy là lái xe nâng nhưng chế độ của mình được hưởng như Dienstleiter, lãnh đạo, quản lý và được ở một phòng khách sạn riêng như thế này. Mọi người thường uống gì vào buổi sáng? Với mình, đó là cà phê. Đây là Der Wasserkocher, ấm siêu tốc, cà phê machine, máy pha cà phê và đi microwave, lò vi sóng. Vào buổi sáng, mình vẫn thường ăn cơm, quen ăn cơm rồi nên là đi ở khách sạn, mình vẫn vác theo cái nồi cơm. À, cái nồi cơm là Der Rice Kocher. Đồ và chuẩn bị đi làm nào. Có ai trong các bạn đã gặp phải tình trạng này chưa? Bạn đã cố gắng hết mình trong một khoảng thời gian dài nhưng vẫn không đạt được mục tiêu và cảm thấy chán nản, nghĩ mình kém cỏi và định bỏ cuộc không? Ở cuối video này mình sẽ nói về thung lũng thất vọng, nên nhớ xem đến cuối video nhé. Đây là outfit của mình ngày hôm nay. An toàn lao động ở Đức khá nghiêm ngặt, nhưng thứ bắt buộc phải có là giày bảo hộ, mũ bảo hộ, kính và áo phản quang. 7 giờ sẽ là giờ check-in và thường thường anh em sẽ đứng khoảng 15 đến 20 phút rồi nói chuyện, hỏi thăm nhau một chút. Xin giới thiệu khoang lái phi cơ của mình. Nhìn nó đơn giản thế này thôi mà mình phải mất đến một tuần để quen hết tất cả các chức năng. Cho mọi người xem con xe nâng của mình, nó đỉnh cực. Nó không chỉ nâng lên hạ xuống và cái cần của nó cũng có thể thò ra hay thụt vào. Thật với các bạn là khi mình lái cái xe này, nó cứ như kiểu cái đồ chơi hồi xưa chúng ta chơi hồi bé, mấy cái xe cầu hồi xưa ấy. Đó. Công việc của mình ở đây thì tương đối là nhàn. Một ngày mình chỉ lái có 2-3 tiếng thôi. Thời gian còn lại là mình ngồi chơi rồi giúp đỡ mọi người, hoặc là đi uống cà phê. Review cho anh em phòng bếp tại công trình. Ở đây có free Coca này, free Pepsi, uống thoải mái luôn. Và cũng có một cái máy pha cà phê nữa. Phòng bếp này chỉ dành cho lighter hoặc những người làm văn phòng. À, và nó dành cho cả mình nữa. Bữa trưa của anh em hôm nay có gì? Đây là bữa trưa của mình: bánh mì, salami, salad, nho và một cốc sữa. Ăn xong thì lại đi cầu tiếp này. Theo mình quan sát thì những anh em làm công nhân xây dựng ở đây cũng nhàn và không quá là vất vả ấy. Lương thì netto sau khi trừ thuế đi được khoảng 2.000 đến 2.400 euro. Nên các bạn ở Việt Nam cũng có thể suy nghĩ về việc làm công nhân xây dựng ở Đức. Feierabend rồi cả nhà này. Trong cuốn sách Thói quen nguyên tử, tác giả James Clear đã mô tả một biểu đồ thú vị về thung lũng thất vọng. Trục hoành thể hiện thời gian, trục tung thể hiện kết quả. Đường chéo số 1 thể hiện những gì bạn nghĩ và mong muốn. Đường cong số 2 thể hiện kết quả thực tế bạn nhận được. Hầu như con người ai cũng mong muốn khi mình thực hiện điều gì đó thì mình sẽ nhận được kết quả ngay lập tức, và quá trình sẽ diễn ra theo hình bậc thang hoặc theo đường chéo số 1 như trong hình. Nhưng mọi người để ý mà xem, cuộc sống nó không vận hành theo cách đó. Có thể là khi mình cố gắng 2-3 tháng hay thậm chí là 1-2 năm, rồi sau một thời gian mọi người nghĩ mình là đồ kém cỏi, đồ vứt đi, những con gà của xã hội, rồi dẫn đến bỏ cuộc và không nhận được kết quả thành tựu gì. Liên hệ bản thân một chút, khi mình đã học tiếng Đức được 10 tháng mà trình độ của mình đúng như con gà vậy, nói mãi không được một câu, đọc thì đâu đâu cũng thấy từ mới, viết thì mãi chả được đoạn đơn giản nào, thì mình cũng chán nản, thất vọng và cũng muốn bỏ cuộc. Nhưng được một người em chia sẻ cho cuốn sách Atomic Habits này, cũng như nghe một vài podcast, thì mình nhận ra một điều là mình cố gắng chưa đủ nhiều và chưa dành thời gian đủ nhiều cho nó. Và thế là mình cứ tiếp tục học thôi, chả quan tâm đến kết quả ra sao. Cứ sáng là mình lên thư viện Goethe học, đọc và tìm từ mới, rồi vứt lên Quizlet học từ mới. Cùng với đó là mỗi ngày mình nghe 2-3 giờ tiếng Đức
trên YouTube bằng tiếng Đức đó. Cứ như thế mình làm trong vòng 6 tháng và không để ý kết quả nó sẽ ra sao. Trên thực tế, xã hội vận hành theo đường cong số 2. Một ví dụ rất hay trong cuốn sách, bạn hãy tưởng tượng rằng bạn có một cục đá và bạn cố gắng làm tan chảy nó. Nhiệt độ phòng đang ở âm 5 độ C, sau đó bạn cố gắng tăng nhiệt độ từ âm 5 lên âm 4, âm 3, âm 2. Cục đá vẫn giữ nguyên trạng thái và không hề có một sự thay đổi nào. Cho dù bạn đã rất cố gắng từ âm 5 lên âm 1 rồi, nhưng khi nhiệt độ ở 0 độ C, cục đá bắt đầu tan chảy. Chỉ thay đổi một nhiệt độ từ âm 1 lên 0 độ C, dường như nó không là gì quá lớn so với nhiệt độ trước đó, nhưng lại mở khóa sự thay đổi lớn về trạng thái của cục đá. Điều đó đồng nghĩa với việc gì? Khi bạn cố gắng đủ nhiều, nạp lượng kiến thức đủ nhiều, thì các kỹ năng và trình độ của bạn sẽ phát triển lên, dần dần tới giới hạn hay ngưỡng quan trọng để mở khóa kết quả. Thậm chí, kết quả nó còn vượt lên kỳ vọng ban đầu. Nhiều người sẽ cảm thấy thất vọng và buồn bã khi mình đã cố gắng nhiều tuần, nhiều tháng, nhưng chưa nhận được kết quả hay thành tựu gì. Nhưng như đã nói ở trên, công sức chúng ta không hề lãng phí. Nó chỉ đơn giản là được lưu trữ và mãi về sau giá trị của những nỗ lực trước đó mới được bộc lộ. Thế nên mỗi lần bạn cảm thấy thất vọng, bạn hãy thử nghĩ xem liệu mình đã có tiến bộ so với vài tháng trước hay không. Tổng cộng sau 20 tháng, mình mới đỗ B2 ở Viện Quê Thừa Hà Nội. Nó là một hành trình khá dài và mình phải liên tục đấu tranh với những suy nghĩ là mình là đồ kém cỏi, ngu ngốc, không thể học nổi ngoại ngữ. Tiếng Anh của mình nó cũng như hạch. Nhưng như cuốn sách này nói, chúng ta cố gắng tập trung vào system, vào hệ thống, chứ đừng quá chú ý vào kết quả. Cứ từng ngày mình cố gắng làm theo cái hệ thống của mình thì đến một ngày mọi người sẽ đạt được mục tiêu. Không có ai là kém cỏi cả, chỉ cần bạn tập trung và nỗ lực hàng ngày. Tập trung hết mọi nguồn lực vào mục tiêu của mình thì mọi mục tiêu nó sẽ ở trong tay bạn mà thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày tốt lành.